Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác và anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, đón nhiều vận may bất ngờ, sự nghiệp hiện hách, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thần tài ban lộc phát tài, đón vận may liên tiếp, gặp thời đổi đời giàu to, tiền vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, sống ở đời chúng ta có thể là những người rất bình tĩnh, hiền lành. Thế nhưng không ít lần có những biến cố xảy ra khiến chúng ta tím tái mặt mày, chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tử vi học quan niệm rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, hung họa là điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh mỗi chúng ta. Thế nhưng hung vận lớn hay nhỏ, xảy ra sớm hay muộn, thì còn tùy thuộc vào lá số bản mệnh của mỗi người. Người xưa vẫn hay nói, thời thế tạo anh hùng, bởi nếu biết nắm bắt thiên cơ, biết trước mệnh trời, tận dụng cơ hội mà ơn trên ban xuống, thì việc thành công chỉ còn là chuyện trong tầm tay, chẳng mấy chốc mà giàu lên chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 11 âm lịch tới đây, người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, được tử vi dự báo sẽ gặp vô số may mắn, tiền bạc đổ về không ngớt, công danh phất lên hương, đổi đời trong nháy mắt, xóa bay mọi khổ cực mà những chú mèo đã phải trải qua những ngày tháng đổ mồ hôi sôi nước mắt trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng, giàu có gấp bội lần. Tổng quan tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 và những nét tính cách độc đáo, khác biệt của tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, là tuổi con mèo, năm sinh âm lịch, Quý Mão, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, vàng trang sức. Mệnh nam, cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh. Mệnh nữ, cung cấn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Cuộc đời tuổi Quý Mão được Phật Hư Không Tạng Bồ Tát ban phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban cho trí tuệ, Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hộ mệnh, Phật Đại Sư Như Lai bảo hộ. Quý Mão là người trầm tư, bản chất cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Quý Mão cực kỳ thân ái, hòa đồng, mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình, họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi. Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ, cả về thể lực lẫn cảm xúc, có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Màu hợp với tuổi Quý Mão là vàng, trắng. Màu khắc với tuổi Quý Mão là đỏ. Tính cách tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp người thân. Họ có vẻ mặt lạnh lùng, tác phong quả quyết, dứt điểm và rất cứng rắn, bản lĩnh. Trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách. Tâm lý của họ ít hợp người thân, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, tuổi Quý Mão đã là những đứa trẻ khá bướng, uống nắng, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch,
Khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Tuổi Quý Mão trọng công bằng, trọng lý lẽ, sống có nghĩa khí, công tâm. Tuổi Quý Mão là những người trung thành. Họ trung thành với cương vị làm việc, giữ đúng chức trách được giao, bền vững trong tình bạn, rất trọng uy tín trong cuộc sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng làm việc, thực hiện bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Họ thích suy nghĩ, có sức tập trung cao độ trong tư duy, công việc. Khi họ suy nghĩ, làm việc, nghiên cứu dường như không bị tác động bởi ngoại cảnh, quên mọi thứ quanh mình, trầm tư. Mọi hoạt động của họ lúc này hướng cả vào vấn đề cần giải quyết, giống như một con lạc đà khi nhịn khát mấy ngày thì nó uống nước quên cả mối đe dọa xung quanh. Tuổi Quý Mão ý thức cao về bản thân, cái tôi cá nhân lớn, cao thượng hơn người, giàu chí tiến thủ, ham làm việc, mê kiếm tiền, phấn đấu vì công danh sự nghiệp. Con số hợp với tuổi Quý Mão là số 2, 5, 6, 7, 8. Con số khắc với tuổi Quý Mão là số 9. Sự nghiệp tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao. Tính công tâm, nghiêm túc, đưa một số người có duyên với luật pháp, thẩm phán. Tư duy nhạy bén, chính xác của họ rất lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý. Tuổi Quý Mão làm về công nghệ có thể trở thành kỹ sư, chuyên gia hay thợ giỏi. Dù làm công việc gì cũng đều các lợi, có thể bội thu về tiền bạc. Người tuổi Quý Mão phù hợp với các công việc như kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh doanh. Đặc biệt, nếu làm trong các ngành như luật pháp, bảo hiểm, sẽ phát huy được điểm mạnh của người tuổi Quý Mão. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 11 âm lịch của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí. Dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa, bản chất của tiết đồng chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm tiết đồng chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, được thiên ấn các tinh chiếu, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 11 này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm, với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác. Bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Quý Mão âm lịch thấy rằng, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục, hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về mặt tài lộc, túi tiền của người tuổi Quý Mão cũng có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này. Vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực,
thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan. Bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về mặt tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 11 năm 2024, tuổi Quý Mão âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng 11 âm này. Dưới tác động tích cực của các tinh, cũng như các tinh chủ đào hoa bách diệt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập, xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút. Vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp, cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn, vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau, nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về mặt sức khỏe, công việc liên tục có những bước phát triển mới có thể khiến cho người tuổi Quý Mão phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy, trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Mão, sinh năm 1963? 1. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi hàng tuần, trong tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch, các khí lan tràn, người tuổi Quý Mão nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng từ người thân, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư dả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Quý Mão, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ. Bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắc tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc méo mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng dận đào hoa khá dượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm, nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy, thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Mùi, Hợi. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 15, 67, 89. 2.
Tử Vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Với người tuổi Quý Mão, bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến nhờ được nguyệt mã các tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó. Có lẽ những ngày nghỉ vừa rồi đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Quý Mão, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài, khi được các thần thực thần che chở, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng có thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân: Hợi, Tuất; tiểu nhân: Thìn, Tỵ. Màu sắc may mắn: trắng, 8. Con số may mắn: 27, 94, 36. 3. Tử Vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão trong Tử Vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn. Trước tiên là đường công danh, sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng dượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đang xen, thực thần cho thấy tiền bạc giàu nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ. Khi mà kiếp tài lẳng nhẳng theo sau, chực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân: Hợi, Mão; tiểu nhân: Tý, Dậu. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 66, 90, 44. 4. Tử Vi tuần 4 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang tuần cuối cùng của tháng 11 âm lịch, tuổi Quý Mão may mắn được các tinh Thái Dương chiếu mệnh, nên đây sẽ là một tuần vô cùng may mắn và thành công với bản mệnh. Nếu bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ thì thành công chắc chắn sẽ nằm trong tay bạn. Đường công danh, sự nghiệp vô cùng thịnh vượng, các khí tràn trề, tuổi Quý Mão làm gì cũng dễ dàng thành công. Nếu bản mệnh đã có kế hoạch rõ ràng thì nên khởi động ngay từ tuần này để các khí giúp cho khả năng thành công cao hơn. Tuổi Quý Mão cũng trở nên quyết đoán, không sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng tiến bước. Nguồn năng lượng của bạn cũng truyền cảm hứng cho người xung quanh. Điềm báo Tử Vi còn cho biết, vận trình tài lộc của tuổi Quý Mão khởi dượng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều đang có dấu hiệu tăng tiến không ngừng. Đặc biệt, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả, khi mà quý nhân trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền. Chuyện tình cảm về cơ bản vẫn ổn định, như vậy không có nhiều điều đáng nói. Dù có sóng gió nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm của các cặp đôi, bởi hai bạn luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nam mệnh độc thân có sức hút mạnh mẽ, nhiều cơ hội tìm được người phù hợp,
nhưng cũng dễ có tâm lý đứng núi này trông núi nọ. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số may mắn, 24, 60, 17. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 11 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, dượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Quý Mão và tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính. Cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba. Bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão. Vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường về khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 2. Tuổi Quý Mão và tuổi Tuất. Mão và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và nồng thắm, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất Mão khá nhút nhát, thường bị một số tuổi khác tận dụng sự nhiệt tình, nhưng Tuất thì không hành động như vậy. Tuất thường ít khi đặt niềm tin ở người khác, nhưng trong quan hệ với Mão, Mão không để cho Tuất có lý do nghi ngờ điều gì. Cả hai hành tinh này đều đáng tin, trung thực và luôn bảo vệ nhau. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của Mão sẽ khiến Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. 3. Tuổi Quý Mão và tuổi Hợi. Mão và Hợi sẽ tạo thành mối quan hệ khá hài hòa. Tuổi Hợi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu quý. Điều này rất cần cho Mão, bởi tuổi Ất Mão vốn cần sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân khi gặp rắc rối để giữ được cân bằng cho cuộc sống. Bởi vậy, hai con giáp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhau và tạo thành một cặp bài trùng ăn ý. Nếu là đối tác làm ăn, Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và Mão sẽ gửi trọn niềm tin cho Hợi. Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp cô bác anh chị tuổi Quý Mão sinh năm 1963 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là nam mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo sao chiếu mệnh, sao thái âm. Thái âm là cát tinh, tốt cho nữ nhiều hơn nam, nhưng nam cũng gặp nhiều may mắn, hỷ tính, tài lộc thêm phần hanh thông. Ngoài ra, trong năm có lộc về điền sản. Theo niên hạn, hạn diêm dương. Gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tăng chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm 2024, tuổi Quý Mão nam mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, bề dưới kính trọng bề trên. Không có quá nhiều chuyện phiền muộn xảy ra, có chăng cũng chỉ lời qua tiếng lại vài câu rồi đâu lại vào đó, gia đình êm ấm. Hóa giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao thái âm bằng phong thủy.
Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn diêm dương năm 2024. Hạn diêm dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đối với nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Thái Bạch là hung tinh chủ về hao tán tiền của. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, ám chỉ tiền bạc tiêu xài nhiều trong năm. Ngoài ra, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn nhiều tiền bạc để thuốc thang chạy chữa. Bạc, có thể ốm đau liên miên không khỏi, tốn nhiều tiền của để chữa trị. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Mão 2024, sang năm 2024, tuổi Quý Mão nữ mạng gặp vận niên thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa. Hình ảnh mang ý nghĩa về sự dương giả, thịnh vượng về tài lộc, chuột được về ruộng lúa, ăn tha hồ không bao giờ cho hết. Tiền bạc không cầu cũng tới, gặp nhiều vận may liên quan đến tiền bạc như trúng thưởng, trúng số. Về tình cảm, đây sẽ hứa hẹn là một năm gia đạo hài hòa, bề dưới kính trọng bề trên. Không có quá nhiều chuyện phiền muộn xảy ra, có chăng cũng chỉ lời qua tiếng lại vài câu rồi đâu lại vào đó, gia đình êm ấm. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều nghiên cứu cho thấy tức giận có thể dẫn đến chết sớm. Bởi thế, nếu muốn sống thọ, nhất định phải tiết chế cơn nóng giận của chính mình. Câu chuyện sống dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều này. Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, nếu muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói giọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây. Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ, tức giận cũng có làm được gì đâu. Cao tăng lại dời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không có gì đáng để tức giận. Cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay, làm rơi dãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt tỉnh ngộ, cảm tạ, rồi rời đi. Bài học từ câu chuyện cuộc sống về sinh mệnh con người. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào lòng đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu. Nhưng cuối cùng, đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt, từ giả thế gian này, dù có là ai, thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh đoạt danh lợi, không nên cứ lợi hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bà mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là trên thế giới này, đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại dội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời, sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa, còn bị mổ vài lần rồi mới ra đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giật đi thì sẽ sống trường thọ. Bài học cuộc sống về tức giận và tuổi thọ. Qua do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi. Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống từ 50 đến 60 tuổi.
thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi. Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận, gọi là dĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi. Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi. Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi, hoặc hơn. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.